Các thông tin đang được bà con nông dân quan tâm trong thời gian gần đây đó là bảo hiểm nông sản. Do tình trạng biến đổi khí hậu nên các loại sâu dịch bệnh gây hại trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Với một địa phương mà kinh tế nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng như tỉnh Lâm Đồng thì điều đó là rất đáng lo ngại đúng không Thanh Hải? Đúng như vậy đó Xuân Long và để giúp cho nông dân yên tâm đầu tư nâng cao chất lượng nông sản thì tỉnh Lâm Đồng đã triển khai bảo hiểm nông nghiệp trên một số loại cây trồng vật nuôi chủ lực ở địa phương. Chính phủ đã ban hành nghị định số 58 năm 2018 về bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm các quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Thực hiện nghị định này, tỉnh Lâm Đồng cũng có những chính sách cụ thể hướng dẫn ưu đãi đến từng đối tượng nông dân, doanh nghiệp đang thực sự mong chờ những lợi ích thiết thực từ chính sách này. Theo đó, Lâm Đồng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây cà phê, điều và chăn nuôi trâu bò. Trong đó, hỗ trợ phí bảo hiểm sản xuất cây cà phê tại 103 xã thị trấn và 9 huyện trên địa bàn tỉnh. Cây điều tại 33 xã thị trấn thuộc 6 huyện của tỉnh. Hỗ trợ phí bảo hiểm chăn nuôi bò tại 97 xã thị trấn và 8 huyện. Chăn nuôi trâu tại 70 xã thị trấn thuộc 8 huyện trong tỉnh. Được biết, rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ bao gồm rủi ro thiên tai, rủi ro dịch bệnh, cũng được quy định cụ thể các loại rủi ro tại Nghị định số 58 năm 2018 về bảo hiểm nông nghiệp của chính phủ. Để bảo hiểm nông nghiệp thực sự mang lại lợi ích và đồng hành cùng sự phát triển của nông nghiệp địa phương, Lâm Đồng có nhiều giá pháp để triển khai đồng bộ, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên tham gia.